Hey, xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Zero One Zero của Tài Kimmy. Rất vui vì đã được gặp nhau với những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại làm sao mà lấy hoặc tân thủ huyền thoại của mình. Thì cứ như thường lệ thì em kết một ngày chúng ta quay lại với tân thủ và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với CD tăng sức mạnh cho thằng Mingo của mình nha anh em. Thì thằng Mingo này hiện tại mình vừa mới xuất ra cho nên mình đầu tư nó khá là nhiều. Mình đang cố gắng tăng cấp sức mạnh hết cỡ cho nó anh em. Bởi vậy cho nên là ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Clip trước thì mình đã cùng anh em tăng cấp nhẹ nhẹ một số thứ ở cái này đó. Và đặc biệt hơn nữa thì mình đã cho nó một cái nguyên tố, hai nguyên tố mới. Đó là nguyên tố sinh mệnh huyết tế và một cái nguyên tố mưa lửa công. Thì đam tăng kinh dị và máu tăng cũng rất là kinh khủng nha. Lượng máu hiện tại trong team mình thì nói chung nếu tính cơ bản hiện tại ở bên ngoài nhìn thấy, nhìn vào thì nhân vật chính là 1 triệu máu, thằng Chopper là 500k, Buget là 691k, riêng thằng Lon này được đầu tư kinh quá hay sao mà lực chiến gần 2 triệu nè anh em, máu gần 2 triệu nè anh em. Còn thằng Bingo thì 1 triệu rưỡi, trong khi nó sẽ sớm vượt mặt Lo thôi anh em. Chắc chắn với anh em nó sẽ sớm vượt mặt Lo thôi. Rồi, chúc em nghe vui vẻ và siêu clip nhớ like video, subscribe để kênh hộ cho mình nha. Hôm nay thì anh em cực kỳ phải like và subscribe tại vì hôm nay là một clip cực kỳ đặc biệt. Mình sẽ tăng cấp bảo thạch cho nó thì đảm bảo anh em đam nó tăng còn ghê hơn nữa anh em. Cái nhận thì mới rèn 125 thôi, mình thấy tiếc về cái vấn đề này. Nếu mà mình rèn lên được thêm 130 các thứ. À mà thôi khỏi đi. Mình thấy rèn nó cũng không tăng được bao nhiêu đam đâu anh em, cho nên thôi tạm thời kệ đi, không quan tâm lắm. Thì mình đã có 3 món trong chấp nháy rồi, 125 chấp nháy rồi. Nếu mà mình dầm lấy thêm một món là 4 món là sẽ được vật phòng thiên phú 0.014. 0.014 thì nó cũng chả tăng được bao nhiêu, cho nên thôi cứ kệ đi ha. Cứ từ từ tính tiếp. Rồi, bây giờ thì tập trung vào vấn đề chính hôm nay, đó chính là chúng ta sẽ làm bảo thạch. Và đó là cực kỳ nhiều lực chiến và làm bảo thạch thì nó tăng lực chiến nhiều anh em. Và ngoài ra thì nó còn tăng nhiều đam nữa, cho nên là mình bây giờ mình sẽ lưu lại cái lực chiến hiện tại. 2, 5, 3 9007 9007. Rồi, ok. Và tất nhiên không thể thiếu đó là mình sẽ cho anh em xem được cái lượng đam của mình gây ra nha. Rồi, thì mình sẽ test ở cái phát bản cuối cùng mình đang đi luôn, đó là Sadichan, để cho anh em xem hiện tại cái lượng đam mà phải so sánh đam thường đam nổ luôn phải không ta. Nhưng mà hiện tại thì không có chỗ nào để cho mình đo cái lượng đam và nó thường và đam nổ hết. Các bạn cuối này thì mình cũng đi một cái là đi một tool là tụi nó đã gần chết rồi, cũng hơi khó thiệt. Anh em có thể thấy là chỉ cần một tool tức là chưa chết. Thế vậy thì nếu mình mang búp nổ vô chắc sẽ ok đấy. Ok, nice. Nhân vật chính chém rồi, mới có chết không ha. Chopper, Kaya và Mirella. Nhân vật chính của mình thì vẫn quen thuộc, mình sẽ tháo vũ khí, tháo thời trang các thứ. Rồi, ok. Để làm lại thử phát nữa coi sao. Rồi, phó bạn 135 của Silamur đó anh em. Với cái đam thường là 72, chúng ta sẽ ghi nhớ số sao thôi là được rồi. Thằng kia chém mình cái thì may ra mới có nọ nè. Có nọ không? Rồi chăm nọ anh em. Như vậy là mình sẽ đo luôn được lượng đam thường. Ui, cái này bảo kích. Cái này bảo kích thì hơi chua đó anh em. Bảo kích thì nó đo không có chính xác lắm. 72, ok, mình sẽ thử lưu lại con số thường 72 nha. Còn cái đam nọ nó bị bảo kích rồi anh em, cho nên là nó không có chính xác lắm. Mà thôi kệ, mình sẽ thử lưu lại. Cái này là đam của mình dâu, đam nổ có bảo kích nha anh em, thì được 111. Tuy nhiên thì khi mà không bảo kích thì nó sẽ bị giảm rất là nhiều, thành ra nếu chắc là mình sẽ lưu ở số 100 thôi nha anh em. Mình sẽ bỏ đi cái 11. Mình sẽ lưu là 100 thôi. Rồi ok. Xác nhận. Bây giờ chúng ta sẽ đi rèn đi làm bảo thạch cho mình dâu nha. Thì mà nói chung là mình cũng đã chuẩn bị nguyên liệu trước hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái viên này từ phẩm chất 6 sao lên 7 sao, rồi 8 sao, rồi 9 sao. Đấy, chạy qua 3 giai đoạn. Và hiện tại thì cái phẩm chất 9 sao là cái phẩm chất cao nhất rồi. Trừ cái thần thạch ra thôi thì không nói nha. Thần thạch thì nó quá ghê gớm rồi. Cho nên chúng ta bây giờ hiện tại chúng ta làm bảo thạch trước. Ok. Mình sẽ đo cái lượng tuyệt chiêu luôn, rồi có chính xác đo nhiều thứ cho anh em xem rõ ràng luôn nha. À, mình quên nói cho anh em một vấn đề nữa. Đó là về cái bảo thạch khi mình lên 9 sao thì nó cộng thêm được cả tuyệt chiêu thiên phú nữa. Ok, thì bây giờ mình sẽ lưu cái tuyệt chiêu lại là 68.684, khá là nhiều thứ để lưu. Và tuyệt chiêu thiên phú là 37623,
7623. Tức là 3.76 đó. Rồi. Giờ mình sẽ tháo viên bảo thạch này ra nha. Nó mới level 40 thôi thì cũng khá là cùi. Bây giờ mình sẽ đổi trước là từ 6 sao lên 7 sao. Đây. Chọn sang tuyệt chiêu. Ở giai đoạn này thì chúng ta sẽ đổi, chúng ta sẽ tốn rất là nhiều tích điểm, mất tới 50k tích điểm nha anh em. Nhưng mà đổi lại chắc chắn thì chúng ta sẽ được tăng sức mạnh các thứ rồi. Ui. Đây 60% này nhảy lên 62% là sao? Đáng lòng thiệt. Rồi ok nha. Đã có. Giờ tiếp tục thì mình sẽ bay sang 8 sao. Rồi đưa vào luôn. Thì nói chung ấy là chúng ta sẽ tốn tích điểm là 20k, nó sẽ bớt đi cái kia rất là nhiều tích điểm. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ tốn thêm đó là tinh hoa, 5k tinh hoa. Thì tinh hoa mình đã có là 28k cho nên là cũng đủ rồi. Ok. Đổi luôn. Chúng ta sẽ còn được level 31 nha. Mà viên này thì nó cộng này vẫn là 62%, nhưng mà được cái là cộng thêm điểm, cái này được cộng thêm điểm. Bây giờ thì lên 9 sao là cái mức cuối cùng rồi đó. Rồi, tiếp tục là chúng ta sẽ đưa vào thôi. Level bảo thạch phải đạt 45 hả? Căng vậy anh em. Vậy mình lưu ý cho anh em một vấn đề, đó là anh em muốn lên 9 sao thì chúng ta phải đạt cái 8 sao lên level 45 nha. Ồ, cũng khá là căng thẳng đấy. Ok, không biết có lên nổi không đây. Hiện tại mới 31 thôi anh em ơi. 32, 33, 34, 35, 36, 37. Mới 37 rồi anh em. Mình phải đi tìm kiếm thêm bảo thạch rồi. Ok, anh em sẽ nhận nhanh nha. Đổi nhanh này là nó có đổi luôn viên này ông trời, mình nghi ngờ quá. Thôi cứ lắp vào trước đã, lắp vô đây cho mình vô trước đi cho lành anh em ơi, chứ mình sợ nó bị dính cái đổi luôn là không ổn nha anh em. Tốt nhất nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Rồi mình sẽ thăm dò nha. Berry của mình thì còn khoảng 600 triệu, không biết có đủ để lên 45 không đây. Nhưng không sao anh em, con ạc tân thủ này của mình thì nói về Berry thì nó có cả một bí mật động trời đấy, cho nên lát cho anh em xem bí mật động trời lưu ăn. Rồi tiếp tục mình sẽ nâng lên 45, 38, 39, 40, 41. Lẹt không lên đổi 41 luôn. Ok, tiếp tục. Không đủ thì chúng ta tìm kiếm tiếp thôi. Rồi, bảo thạch này mình sẽ nhận nhanh. Rồi tiếp tục sử dụng cái chiêu đó là đổi nhanh. Sau đó mình sẽ tăng cấp cho cái viên tuyệt chiêu của mình. Đó. 42, 41 nè, 42. Úi, không lên nổi à. Kinh thiệt anh em. Bây giờ càng ngày level càng lên level, nó kinh nghiệm nó càng nhiều anh em à. Ngon đấy. Được đấy. Chú được đấy. Rồi như đây đủ chắc đủ nâng thêm 2 level nữa đúng không? Test thử coi sao. 41 rồi nè anh em, 42 nè, 43 nè. Bây giờ muốn lên 44 là cần 900k. Ui vãi liên thật. Nhiều thế. Trong khi mình chỉ mới được có 400k thôi. Không sao, không sao, không sao. Lo được nha anh em. 500, 600, 700. Ui, hết berry rồi, hết berry rồi. Rồi, mình nói chung là mình vừa đủ để mình nâng lên 44 nè. Tiếp tục là đổi bảo thạch nhanh. Và chúng ta sẽ đổi những viên này thành bảo thạch kinh nghiệm. Mỗi viên này là 1k. Nó cũng có khá là nhiều giá trị đấy. Rồi, bây giờ mình nâng lực lên 44 nè. Bây giờ muốn lên 45 thì chúng ta cần là 1 triệu. Bây giờ mình đang có 100k và berry của mình đang hết rồi nè. Cho nên thôi được rồi. Mình sẽ nhận nhanh cái mớ này và cho anh em xem bí mật mà mình nói về hoạt tân thủ này, về cái lượng berry mà mình cất giữ bấy lâu nay. Mà không phải bấy lâu nay nữa, chứ mình cũng cất được một thời gian ngắn thôi. Tại vì trước mình cũng sử dụng rất là nhiều berry rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem nha. Như anh em thấy thì trong cái túi đồ của mình về cái berry thì có 564 cái rương 100 vạn berry, 318 cái rương 200 vạn berry, 43 cái 500 vạn berry. Và trong kho thì mình có một cái này là 11 cái rương 100 triệu berry nữa. Thì thực sự như đây mở ra thì rất là nhiều luôn. Nên là thấy kinh dị chưa. Nếu mà berry này mở ra thì mình cũng không có tưởng tượng được bao nhiêu nữa. Nếu mà tính toán thì mình sẵn sàng tính toán cho anh em xem luôn. Đây là một rương 100 vạn, suy ra cho là 500 rương đi. Thì 5 rương thì được 500 vạn. Theo đó thêm 2 số 0 nữa thì chúng ta có 100 vạn, 1000 vạn và 10.000 vạn đúng không? 10.000 vạn. Ôi tính thêm cái này nữa hơi đuối lắm anh em, mình không có rảnh thời gian để mình tính toán. Tại vì mình rất là mệt. Ok. Này tính thì nói chung là chúng ta phải có cái máy tính. Tính thì chắc là sẽ nhanh. Ok, thôi mình không nên tính làm gì, mình chỉ cần đưa cái mình chỉ đưa hình ảnh cho anh em xem là anh em cũng đã thấy được cái sự kinh khủng rồi đúng không?
Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái này ra. Ủa đâu mất tiêu rồi? À đúng. Cho nó lại nằm đây anh em. À đúng. Mình đang không hiểu lắm là tại sao nó lại nằm được ở chỗ đó. Ok, mình sẽ tháo thêm một cái ra. Sau đó thì mình sẽ cất một cái này vào. Đó, đơn giản thôi. Sau đó thì cái berry đó, ủa nó lạc lạc lối ở đâu rồi? Đây, mình lại đưa ra đây được thôi. Đưa cái này qua đây, đưa cái này qua đây, đưa cái này qua đây và đưa cái này lên đây. Đó, chụp lại một tấm hình để cho anh em thấy được cái bí mật kinh dị. Trời ơi, phải nói là siêu nhiều berry luôn anh em à. Mình sẽ lưu là berry nha. Đó, kinh chưa? Rồi bây giờ thì muốn có berry để tiếp tục tìm kiếm bảo thạch thì chắc mình sẽ sử dụng cái mấy cái rương nhỏ này thôi. Mình sử dụng tạm thời mấy cái rương nhỏ này thôi cho anh em xem berry nó lên nè, chưa cần sử dụng tới mấy cái lớn này. Mới là một cái rương này tới 100 triệu lận, suy ra là 10 rương là 1.000 triệu đó anh em. 1.000 triệu là tức là 1 tỷ đó, đơn giản này thôi. Đấy, hiện tại mở tập mà mấy cái rương này là mấy cái rương tào lao với vẫn mở trung học hoa quốc khánh đồ ra nè, là berry của mình đã lên 300 triệu rồi nè, mà hết cái này nữa chắc là sẽ được 500 triệu, khoảng tầm 500 triệu. Đó, ghê chưa? À, dần được rồi ha. Mình sẽ trừ lại một ít làm kỷ niệm cũng được. Tiếp tục mở cái rương 200 vạn. 500 triệu rồi anh em. Hiện tại là 500 triệu. Mình sẽ đến khi nào 700 triệu thì mình sẽ dần. Ok, 700 triệu berry. Giờ mình sẽ tiếp tục thăm dò cấp tốc. Giờ mình chỉ cần cày lên khoảng 1 triệu thôi. Đó, à, chưa đủ đâu. À, đủ rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó lên level 45 nha. Ok, cuối cùng cũng đã lên được. Và khi lên level 45 được rồi, chúng ta có thể quy đổi được rồi. Chúng ta sẽ vào và chúng ta đổi thôi. Công sức nãy giờ đã thành công. Đây, đổi nha anh em. Và sau khi đổi thì chắc chắn nó sẽ tăng thêm tuyệt chiêu thiên phú. Và level hiện tại level còn là được 40 level, tức là nó trừ đi 5 level của chúng ta. Kinh đấy. Tuyệt chiêu thiên phú cộng thêm 0,12 thì nếu mà tính cái số mà nãy mình lưu thì nó sẽ lên được là 3.88. 3.88 thì cũng không lên được 4x trừ đâu anh em, còn xa vời lắm. Rồi, giờ mình sẽ mang vào. Ở cái level hiện tại là level 40. Thằng lo này mình nâng lên được 43 nè, chứng tỏ là anh em thấy được nâng muốn nâng một cái viên này cũng không phải dễ đâu. Nó cực nhiều kinh nghiệm luôn. Giờ muốn lên là người ta cần 1,2 triệu kinh nghiệm nè, mà mình có 200k sẵn đây nên giờ cần được thêm 1 triệu. Rồi ok, giờ mình sẽ vào đồng đội cho anh em xem khi mà chúng ta đổi từ cái viên 6 sao lên 7 sao, 8 sao, 9 sao thì bây giờ hiện tại nó đã tăng như thế nào nha. Đầu tiên thì mình cái lượng đam thì chưa cần phải nói tới. Đầu tiên là về cái ta cho anh em xem về lực chiến trước ha. Ok, cho anh em xem về lực chiến, mình sẽ nói chi tiết từng thứ luôn. Bởi vì mình tăng cấp sức mạnh thì mình rất là chi tiết, nói rất là chi tiết mấy thứ này. Đầu tiên về lực chiến thì tăng không bao nhiêu cả anh em. Đầu tiên là trước tiên là 253, bây giờ lên 256 thì nó tăng được khoảng 30k thôi. Về lực chiến tăng được khoảng 30k thôi. Đấy, đây là riêng con ngặt của mình nha, chứ những con ngặt khác thì có khi nó sẽ tăng nhiều lắm ấy. Tiếp theo là về cái tiệt chiêu của thằng Minh Gâu thì cơ bản hồi nãy là 68k, bây giờ lên 91k. Có nghĩa là tăng hơn 20k đó, 20k tuyệt chiêu. Rồi, tiếp tục là cái ui. Phải lên luôn rồi anh em à. Trời ơi. Bây giờ mình không chú ý tới cái thiên phú cho mình khá là bất ngờ khi mà nhìn lại cái tuyệt chiêu. Hôm nay là 3.76323. Bây giờ lên 3.8823 thì đúng như mình nói là nó sẽ lên 3.8 nhưng mà mình không ngờ là nó lên 4S trừ thôi anh em. Có nghĩa là mình nghĩ khi nếu mà muốn 4S trừ bên dòng tấn công thì chắc là cần 3.85 hoặc 3.8. Ui, sao thằng lo của mình thảm thương thế này? Nó còn chưa lên 3 3S cộng nữa. Ui, như vậy là thằng Binh Gâu của mình đã là người đầu tiên trong team của mình sở hữu một dòng tấn công thiên phú lên 4S trừ hoàng kim. Phê lòi anh em ơi, phê lòi. Trời ơi. Nhìn vô hết hồn luôn em, ghê quá. Rồi ok, ngon nha, ngon nha. Tuyệt chiêu gần 100k nè. Còn riêng thằng lo thì ma công 120k rồi thì không nói rồi. Này ma khí nó rèn nhiều quá, rèn tới 130 nè. Và nó còn tăng được thêm nhiều thứ khác nữa, ví dụ báu vật. Ôi, báu vật cũng tăng không bao nhiêu nhỉ. Ý tính ra báu vật này sao báu vật cùi quá vậy. Mình có mang nhầm không ta? À đúng.
anh luôn. Ồ, tiếc là mình không có món báu vật nào tăng về ma công thiên phú. Thôi kệ tạm thời, cứ kệ đi anh em. Bây giờ quan trọng chúng ta sẽ vào để đo lượng đam cho anh em xem nha. Tiếp tục chọn trận hình này. Và tất nhiên thì nhân vật chính của mình sẽ tháo vũ khí, tháo nhẫn và tháo thời trang như cũ nha. Rồi, hồi nãy về cái lượng đam thường là chúng ta ghi nhớ là con số 72. Rồi, giờ chúng ta cùng xem coi đánh được bao nhiêu nha. Ôi, có chặn đòn nè anh em. Có chặn đòn này nhưng mà cũng không đo được nhiều. Ui trời, tuy là có chặn đòn nhưng mà vẫn lên 100 mấy. Trời ơi, tức là từ 7 triệu 2 mà lên được 10 triệu đó anh em. Tăng hơn 3 triệu đam. Mà kinh khủng thật sự. Tao đánh lại nha anh em. Kiếm cái tool nào không chặn đòn nhìn cho nó sướng. Ok, không chặn đòn. Ôi ôi, 12 triệu. Từ 7 triệu lên 12 triệu, tức là 8, 9, 11, 12 tăng có 5 triệu anh em, khoảng 5 triệu đam chứ mấy. Thậm chí là chúng ta bây giờ còn không xem được chiêu nổ luôn nè. Và đảm bảo anh em chiêu nổ tăng còn kinh khủng nữa. Nhưng mà giờ không xem được rồi, hơi tiếc. Mình quên tính cái trường hợp đó, khi mà mình làm lên cái bảo thạch thì nó sẽ mạnh và cái chiêu thường của nó sẽ giết hết tụi nó. Ok. Nhưng mà anh em mới nhìn chiêu thường là anh em đã thấy tăng ghê rồi, thì anh em đâu cần phải xem tiếp chiêu kia đúng không? Bây giờ là hiện tại đã level 40, mình cũng rất là muốn nâng thêm cho nó lên 41. Nếu mà thích thì cũng có thể cho lên được đấy. Ok, cho lên thêm một level đi. Cần khoảng 1 triệu nha anh em, 1 triệu kinh nghiệm. À, chỗ đây chắc là đủ rồi đó. Chúng ta sẽ cho nó lên level 41. Tuyệt chiêu cộng thêm là 1k2. Khá là thơm ngon. Rồi, bây giờ tới phần tẩy luyện nha. Tại mình thấy bảo thạch của mình cũng khá là nhiều bảo thạch chưa tẩy luyện. À không, khoan. Hình như mình định làm cái viên sinh mệnh. Mình đang định muốn làm cái viên sinh mệnh này lên cái viên 8 sao. Cho nên chắc là mình sẽ làm luôn. Rồi, cho anh em xem sinh mệnh luôn. Rồi, như vậy là phần này là xong nha anh em. Bây giờ mình sẽ xóa hết đi cho mình lưu lại một cái mới. Sinh mệnh 1493597. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ tháo viên sinh mệnh này ra và mình sẽ nâng cấp cho nó lên dạng trái tim. Thì chúng ta sẽ tốn tích điểm là 15k và tinh hoa là 3k rưỡi. Rồi, cũng may là mình vẫn đủ. Ok, nice sự. Mang vào. Level như là không giảm thì phải. Nhưng mà sinh mệnh này chắc chắn là sẽ tăng rồi đó. Ok. Rồi, xem sinh mệnh thôi. Hồi nãy là 1.49.000, bây giờ là 1.53.000. Thì mình trừ ra được cộng bao nhiêu. 1, 5, 3, 2, 5, 4, 9. Tổng cộng chúng ta tăng được là 38k9. Gần 40k sinh mệnh. Đó là chưa, không có nâng cấp nha anh em. Level thế vẫn như là không thay đổi. Này level 40 giờ như cũng là level 40. Nó không thay đổi level. Nhưng mà khi mà chúng ta đổi lên thì nó sẽ tăng được bao nhiêu đó, lượng sinh mệnh đó. Tăng được gần 40k. Ok, quá ngon. Bây giờ tới phần tẩy luyện nha. Chắc là mình sẽ tẩy luyện, tại vì có khá là nhiều bảo thạch mình chưa tẩy luyện nè. Thì mình xem thử cái tẩy luyện này nó như thế nào. À, mình hiểu rồi, cái này tẩy tốn tinh hoa cho nên mình khá là lười tẩy, hèn chi. Tuy nhiên thì mình chuyển sang mình gâu coi. Tẩy một lần tốn 20 tinh hoa và 50 tích điểm. Chia ra tẩy 10 lần nhấp của chúng ta sẽ tốn 200 tinh hoa và 500 tích điểm ha. Ồ, cũng nhiều nha. Cái này thì nói chung là nếu mà chúng ta có đá nó tẩy sẽ khỏe hơn. Ok, khi nào để mình làm nguyên một clip mình sẽ nói chi tiết về cái vấn đề tẩy này đi. Chứ hiện tại thì hết thời gian rồi, tẩy này rất là mất thời gian. Nhưng khi đó thì mình chung là mình cũng có mấy cái rương để tẩy nhiều lắm anh em. Đây mấy cái rương này nè. Túi tẩy luyện bảo vật nè, túi luyện bảo thạch nè. Đấy, nói chung là cũng có nhiều, mấy cái này chắc chắn là sẽ tẩy được, tẩy đủ nha anh em. Có điều là phải có thời gian cho nên là mình nó sẽ làm nguyên một clip hẳn thôi. Vậy là từ viên bảo thạch này mới được tải đúng không ta? Ok, hình như là vậy. Chắc là vậy đó anh em. Đúng rồi, từ viên trái tim mới được tải. Vậy là nhân vật chính chúng ta có 3 viên để tải nè. Nói chung là chưa có viên nào tải hết nè anh em. Đấy, tải này chắc là cũng mạnh lắm á. 3 viên nè. Chopper thì không có viên nào rồi. Rồi, vậy là 3 viên. Thằng lo thì 1, 2, 3, 4, 5, 6 thêm 3 kia là 9 10, 11, tổng cộng là 11 viên chúng ta cần tẩy. Nói chung là cũng tẩy cả một clip đấy. 3 viên này rất là tẩy cả một clip đấy. Rồi, ok.
Rồi, clip này đến đây thôi. Mình làm cái bảo thạch này xong mình cũng khá là đuối rồi. Và thực sự nó tăng quá nhiều. Đặc biệt nữa là cái dòng tấn công đầu tiên luôn nha. Mình xin nhấn mạnh là cái dòng tấn công bên thiên phú đầu tiên của team mình luôn. Nhân vật chính làm sao mà có được. Chỉ có lo là có thể khả năng có cao nhất. Nhưng mà hiện tại nó chỉ là 3x không dấu thôi. Thằng Minh Gâu là người chạm mốc đầu tiên. Quá kinh khủng. Quá tuyệt vời. Mục tiêu tiếp theo chinh phục chắc là sẽ là 4x không dấu. Sau đó 4x cộng ít trừ, trời ơi. Nghe nó hơi xa vời. Hiện tại mình đã level 141, có rất là nhiều bạn đã level 120 mấy và đã sở hữu ít 2x rồi. Nên mình cũng không cần phải nói tới về cái vấn đề sức mạnh là mình quá mạnh hay mình mạnh ghê gớm. Rồi, thực sự mình không mạnh như anh em nghĩ. Mình chỉ là một nhân vật cùi thôi, không nạp thì nói chung là chúng ta phải chấp nhận. Kiểu cày chay mà anh em, cày vui vẻ, giải trí và quay clip cho anh em xem, nhưng mình cũng không đòi hỏi gì nhiều. Rồi, thế thôi. Rồi bạn nào xem clip mình mà có thể hiểu được những vấn đề đó thì rất là ok. Mà những bạn mà không hiểu thì chắc chắn sẽ chê là 141 rồi mà sao quyền bắp vãi lìn. Không cần phải nói nhiều. Rồi thôi. Chúc em ngày vui vẻ và nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Tạm biệt anh em. Chúc em ngày vui vẻ và tuyệt vời. Bye bye. Bye bye.